sao kẹt tay. Tay hả? Phải không? Kẹt tay hả? Tay nào con? Tay nào đau vậy con? Đâu? Tay nào đau đâu? Đâu? Coi má hai coi coi. Đâu tay nào má hai coi coi có bị bầm không? Coi. Nó kéo cái cửa qua à. Rồi cái bị đúng dập tay hả? Ừ. Đâu? Dập tay nào? Má hai coi coi. Ôi, cái nước mắt lên trồng kìa. Tao bớt công phá làm chi? Hồi nãy giờ má hai ngồi đó đâu có bị gì đâu. Mới giờ trời mưa cái đi lấy đồ vô. Ở đây bị trời mưa. Trời mưa. Tội nghiệp quá. Dép con đâu? Rồi, dép má hai hả? Ừ, dép, dép má hai đi. Ừ, dép má hai á. Ừ. Dép ba, dép má hai. Nè, mang dép má hai vô đi, mang vô. Chân này, chân này, chân này. Không, chân, chân này bên đây. Chân này bên đây. Đỡ vô. Rồi, chân này bên đây. Nhỏ mà đòi mang dép mày lớn không à. Rồi, đi. Đi, dắt đi về. Rồi, đó. Ừ. Con xin hào bé bay cô chú đi. Rồi, trời mưa rồi. Cô chú đi, mưa tới. Bé bay cô chú rồi, mày đi đóng cửa nè. Chào cô chú đi. Đi, bé bay đi. Ok, mấy, ok cô chú sao? Ok. Ok rồi. Ok, ok. Ok vậy đó hả? Ok vậy đó hả?